Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Đăng Vũ. Như anh em đã biết ấy, thì trong lineup sản phẩm mới nhất của Microsoft, mình đã giới thiệu đến anh em chiếc Microsoft Surface Pro 9. Thì trong video lần này mình sẽ giới thiệu đến anh em một sản phẩm nữa, đó chính là chiếc Surface Laptop 5. Thú thật với anh em là khi theo dõi sự kiện ra mắt chiếc máy này ấy, thì mình thấy hơi thất vọng một chút. Tại vì mình đã kỳ vọng chiếc máy này có một sự thay đổi đột phá nào đấy về ngoại hình, ví dụ như là màn hình 14 hoặc là 16 inch chẳng hạn. Mà thôi, không vòng vo nữa. Anh em hãy cùng mình khám phá xem là chiếc Surface Laptop 5 này có những thay đổi gì mới nhé. Vào việc thôi. Nói về ngoại hình trước đi. Thì mặc dù bên nguyên thiết kế từ chiếc laptop 4 lên, nhưng mà Microsoft vẫn biết cách khiến cho chiếc laptop 5 này trở nên khác biệt và một phối màu mới. Đó chính là màu Sage Green. Tạm dịch dài nó là màu xanh rêu đó. Và cá nhân mình thấy đây là một màu sẽ khiến chiếc laptop 5 trở nên cực kỳ độc đáo trong thế giới laptop hiện tại. Còn lại thì Microsoft vẫn cung cấp cho chúng ta hai phiên bản, đó chính là phiên bản ki tay nhôm truyền thống hay là phiên bản ki tay là bằng da lộn Alcantara. Mình thật sự rất là tò mò, không biết là cái màu xanh mới này trông nó sẽ như thế nào ấy. Anh em hãy cùng mình chờ đón video ở trên tay nhé. Tiếp đến là một nâng cấp đến từ phía bên trong. Và theo mình thì đây là một nâng cấp có thể gọi là rõ rệt nhất, khác biệt nhất trên chiếc Surface Laptop 5 này. Đấy chính là bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 12 cùng hai con chip Intel Core i5-1235U và Intel Core i7-1255U. Mà theo như Microsoft thì hai con chip này mạnh hơn thế hệ cũ lên đến 50%. Thật sự là mình thấy hiệu năng trên chiếc máy này có vẻ như rất là hứa hẹn đấy anh em ạ. Và mình rất là mong chờ xem là Intel sẽ tối ưu hiệu năng và phần mềm cho hai con chip này sẽ như thế nào nhé. À, còn một điểm nữa, đó chính là trên chiếc laptop 5 này ấy, thì Intel đã chính thức loại bỏ đi phiên bản chạy chip AMD. Mình thật sự thấy rất là đáng tiếc, tại vì là những option chạy chip AMD trên Surface Laptop ấy thường có giá rất là tốt mà hiệu năng cực kỳ ổn. Ý kiến của anh em về hành động này của Microsoft như thế nào? Có thể comment xuống phía dưới nhé. Cải tiến rõ rệt cuối cùng trên chiếc laptop 5 này chính là cổng Type-C đã được nâng cấp lên chuẩn Thunderbolt 4 với tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa lên đến 40 Gigabit trên giây và có khả năng xuất ra tối đa 2 màn hình 4K cùng một lúc. Vì thế đây là một nâng cấp cực kỳ đáng giá cho những anh em nào mà hay phải làm việc đòi hỏi đa tác vụ thường xuyên. Bên cạnh ba nâng cấp vừa rồi thì những nâng cấp còn lại trên chiếc Surface Laptop 5 ấy, nó chỉ mang tính nhỏ giọt và khá tương đồng với chiếc Surface Pro 9. Ví dụ như màn hình có công nghệ Dolby Vision IQ giúp nâng cao trải nghiệm hình ảnh và tối ưu khả năng hiển thị nội dung HDR cùng với hệ thống loa có công nghệ Dolby Atmos đặt ẩn ngay giữa bàn phím. Ngoài ra còn có hệ thống webcam AI tracking theo chủ thể cùng với hệ thống micro chuẩn studio với khả năng lọc ồn cực kỳ ấn tượng. Và trên đây là những nâng cấp mới nhất của Surface Laptop 5. Anh em thấy còn những điểm gì mới nữa có thể comment xuống phía dưới để em mình cùng bàn luận nhé. Nếu video này hữu ích thì em hãy cho mình xin một like, một subscribe và bấm nút chuông để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về công nghệ và về Microsoft Surface nhé. Xin chào.